Thưa quý vị, không liên quan đến sai phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, công ty Mê Linh, chủ đầu tư tại khu đất vàng 246 Hai Bà Trưng, quận 1, đề xuất nộp 2.713 tỷ đồng. Nguyện vọng này vừa được công ty cổ phần đầu tư Quảng trường Mê Linh gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, tòa án nhân dân cấp cao và các cơ quan trung ương. Số tiền doanh nghiệp muốn nộp là thiệt hại của nhà nước do ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây ra trong việc chuyển nhượng sai quy định khu đất này. Đại diện công ty Merlin cho biết đơn vị đã được các cơ quan tố tụng xác định là không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản là không có căn cứ pháp luật, không liên quan đến hành vi sai phạm của các bị cáo. Bởi cơ quan tố tụng xác định thời điểm các bị cáo hoàn thành tội phạm là tháng 10 2016 trở về trước, khi Sapeco thuộc Bộ Công Thương thoái toàn bộ 26% cổ phần khỏi công ty cổ phần Sapeco Burn. Nhưng đến tháng 4 2017, công ty Merlin mới mua lại cổ phần của Sapeco Burn sau hai lần chuyển nhượng và thực sự trở thành cổ đông. Ông Thái Bảo Anh, tổng giám đốc công ty Mê Linh, nêu trong đơn, trong mọi trường hợp, số tiền này không được hiểu là tiền khắc phục hậu quả cho hành vi phạm tội, mà phải xác định rõ đây là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với nhà nước để bổ sung chức năng cho dự án. Liên quan đến việc xử lý khu đất, hôm 29 tháng 4, bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định giao khu đất 246 Hai Bà Trưng cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không gây thiệt hại cho nhà nước cũng như đảm bảo quyền lợi của các bên. Theo công ty Merlin, phán quyết này không chỉ đảm bảo quyền lợi của nhà nước mà còn tính đến quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba ngay tình trong vụ án, vì vậy họ kiến nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo giải quyết theo đúng tinh thần của bản án tòa tuyên. Liên quan đến khu đất trên, ông Vũ Huy Hoàng bị tòa nhân dân Hà Nội tuyên 11 năm tù, cùng nhiều bị cáo khác bị tuyên phạt từ 4 năm đến 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hiện ông Vũ Huy Hoàng đã kháng cáo đề nghị đổi tội danh và xin giảm nhẹ hình phạt và ba bị cáo khác xin được hưởng án treo